Khi cái đạo ra đời á, thì nó có người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Khi đạo thiên tâm ra đời, tất cả mọi thứ nó theo cái sự tự nhiên của tuần hoàn. Đến một cái thời điểm này, bên công giáo thì họ không có tin có cái linh hồn chuyển thế và nghiệp quả, và cái thần hồn là cái nơi cuối cùng mà chịu phần thưởng hay là bị phạt. Họ không có tới đó, họ cứ nghĩ là họ làm bao nhiêu tội hay bao nhiêu chuyện trên thế gian, giờ chót là Chúa cứu họ về hết à. Chúa còn bị đì xuống đây nữa nè, chứ đừng nói gì cứu. Chúa cũng phải đi sống lang thang đường phố nữa nè. Cho nên không có cái chuyện đó, tất cả chúng ta đều có nghiệp quả hết. Thì khi đạo thiên tâm ra đúng cái thời điểm ngày 16 tháng 3 năm 2017 là cha phải ra ấn chỉ cho toàn 36 tầng trời. Quý vị cứ tưởng tượng cái trái đất mình nó như cái hạt cát mà mình có 8 tỷ người. Quý vị có biết là ba ba ngàn kinh Phật nói là tam thiên đại thiên quá không, mà thật sự bây giờ nó hơn nữa đó. Mà một cái hành tinh mà cái thằng người xám mà lùng lùng 4 feet á, cái hành tinh đó thôi á, nó có 20, bữa hôm mấy gì nó là 22 tỷ người. Mà nó đã chật rồi đó, nó sanh sôi nảy nở nó chật. Mình có 8 tỷ, nó 22 tỷ thì quý vị biết bao nhiêu. Mà có 3.000 cái hành tinh, những cái hành tinh có hàng nghìn tỷ người. Cái đó là những cái hành tinh mà có con người là có thân tứ đại nha, nhưng nó khác thân thân của mình thôi. Mình không có nói là cõi vô vi, những tầng trời, những vị tiên, những vị Bồ Tát cũng sống ở trên, thanh văn và duyên giác cũng sống trong tầng trời hàng tỷ tỷ nữa. Cho nên mình chỉ là chấm 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 một phần nghìn dân số chưa có của vũ trụ này, rất là ít. Mình không có nhiều, mình không có, mà dân số của mình nó so với tam thiên đại thiên không có bao nhiêu hết. Cứ mỗi một cái chu kỳ á, cái trái đất nó thay đổi, nó biến thiên biến địa. Hiện giờ mình đang là biến thiên biến địa. Hồi mấy tuần trước thì mấy vị nói là bốn mùa sẽ trở lại, nhưng mà có nhiều người comment nói ồ bữa anh vừa nói là mấy vị nói bốn mùa trở lại sao động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cái chuyện đó là tự nhiên nó bị phạt khác, còn cái khí hậu trở lại bớt bệnh tật, bớt covid là khác. Thì bây giờ quý vị thấy bữa nay rất là trời đẹp không? À, kia cũng nói chúng à, tại trên nói mà có cái chuyện mà nó động đất á, là nó đâu nó cũng có ảnh hưởng. Sau cái màn này Đức Thầy xuất hiện rồi không còn động đất, cũng không có lũ lụt, mùa màng thời tiết khí hậu nó cũng sẽ bắt đầu ổn định. Thì ở ngoài không gian cái trái đất cũng đang thay đổi, thì tâm trí và tất cả quốc gia của chúng ta, mấy trăm quốc gia trên quả địa cầu này và 8 tỷ người cũng đang sống rất là hồi hộp và rất là lo buồn. Nó không có hồn nhiên như thời năm 2015 10 rồi, hiểu không? Cũng giống giờ mình về Sài Gòn á, mình cũng không có thấy giống như thời xưa nữa. Bây giờ vô chợ Bến Thành nó giống quê như chợ Bà Đanh vậy đó. Rồi nhà cửa cũng không có sung túc, bãi biển thì cũng chẳng có ai đi nữa. Tự nhiên tạo không á, nó cho lâu lâu cho vài trăm nghìn người du lịch Việt Nam vô mạnh. Cái bữa nay nó không cho nữa, cái kinh tế du lịch Việt Nam chết. Cái vài bữa nó mua vài ngàn cái móng trâu, cái bữa nay nó không mua cái đống trâu chết. Cái nó kêu ta đi trồng mà cây xoài, mỗi lần trồng là 5-7 năm nó mọc phải không? Cái nó mua cho đã, cái nó muốn giết hết cái kinh tế mình á. Cái bữa nay không mua, bây giờ phải cưa gốc xoài bỏ đi trồng khác. Nó cứ thế mà làm. Có nghĩa là khi mà một quốc gia có tiền mà nó có một số người mà ngồi mà ma quỷ mà nó rảnh lắm, nó ngồi nó tính mưu mô xảo kế, lâu thẳng đóng ốc bu vàng ra khắp tất cả các đồng bằng đồng ruộng của miền Nam để cho mình không có còn là một cái quốc gia kinh tế và nông sản nữa. Lâu lâu cái nó đặt thêm, bữa nay nó có 14 cái đập ở trên thượng nguồn của sông Cửu Long á, giờ nó đặt thêm cái nữa. Lâu lâu ta cho mày chút nước nhỏ giọt, lâu ta không cho chút nước,
Cho nên mùa màng của mình á, nó không có trật tự nữa. Rồi lâu lâu cái đóng cửa Lạng Sơn, mấy nghìn chiếc xe chở dưa hấu đậu đó. Rồi dưa hấu mà nó tính là thời gian được, ta cho mày 2 tuần xong ta mở cửa rồi mày cũng không bán được. Có nghĩa là nó quay mình như là con dế vậy đó, quý vị có thấy không? Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là có một cái bài sấm cái gì nói là khỉ giữ nhà quá chán chê, để cho rắn rết vào bê trứng gà đó. Rồi vậy á, dân mình là trứng gà. Này cũng ngứa miệng ta, nãy giờ nói đạo quá ngồi cũng và nắm mắt là nói Trung Cộng, tại nói này hoài nó không hết chuyện gì Trung Cộng đâu. Ủa? Mà tức lắm quý vị mà về Việt Nam đi, nó không có giống như thời trước 75 mình. Trời ơi, mình ăn cái gì á mà không biết cái này mày có chích vô không? Quý vị nghĩ con tép có chút bẻo à, bỏ vô miệng lấm cái cũng hết vậy, mà nó cũng lấy cái kim nó chích vô gì đó, người mình xiên thiệt á. Nó đang livestream không vậy? Nó người ta có nghe được không? Không có comment đó không? Ở ngoài phải theo dõi hết đó. Nghe được. Thái cực khi chưa phân ra âm dương thì hoàn toàn là một khối, được xem như vũ trụ toàn bộ, thể hiện bằng một vòng tròn khép kín. Vô cực sinh thái cực, tiếp đến thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ra bát quái, thể hiện sự biến hóa thay đổi của vũ trụ và vạn vật. Có người chúng ta ở quả địa cầu này, cha là cai quản hết tam thiên đại thiên thế giới, mình chỉ là một cái thế giới nửa sướng và nửa khổ. Nửa sướng là thế nào? Sướng là giống như thiên tâm nãy mình có nói rồi, phải tự làm cho mình gia đình có hạnh phúc mới về thì mình sống là cõi thần tiên ở hạ giới nha. Vợ chồng không đi lộn nhau, không có tiền đi hài quay, tốn 2 vé 2-3 ngàn uống lên Thiên Long Sơn, mua 2 ổ bánh mì 2 chai nước lên đó, rồi xong lại Phật cái là ngồi nửa buổi đi về cũng y như là cũng có gió mát phải không, cũng có nắng đẹp phải không, là cũng như là đi hài quái thôi, vui là được. Đó là thiên đàng của hạ giới, là ở Thiên Long Sơn, là ở cái cảnh của mình tự mình đặt ra. Còn cái khổ là vì mình tham tiền, mình muốn cái này muốn cái kia. Quý vị đang nghĩ để dành tiền đi làm hãng xưởng để dành được 300.000, hai chồng bỏ phô ăn khê, bỏ saving gì không biết, rồi cái bắt đầu cái đi vô khu này nè, nhẹ bán mắt như cái gì vậy? 650 đồng một cái square feet, mua cái này không là 600.000, bỏ gạch đi làm mấy cái này thêm 300, mình có 1 triệu mình mới ngồi đây. Thì nhà hàng dưới nó cũng vậy, đang làm công chức kỹ sư, vợ kỹ sư, chồng kỹ sư, để dành cho đã, xuống đây mở tiệm ăn tiệm này tiệm kia. Cứ vô khu Việt Nam mà làm kiểu này đa số là không có đắt, đắt rồi từ từ hai chồng gây lộn lý gì, tiệm mày đóng cửa trội nhiều lắm, chịu quan nhiều. Sướng thì không muốn sướng, tự mình đi tìm cái khổ. Có nghĩa là mình làm công chức đã quen với cái đó, cái trong hãng rồi, mình nghĩ mình vô đây dễ làm giàu à? Không phải, mỗi người làm chủ đều có số mệnh riêng đó nha, không phải ai làm chủ cũng được. Tới ông Thổ Địa đó, là mỗi một cái unit này, ông Thổ Địa ở khu này ông tên là Arete vậy đó, chuyện nói chuyện ông thường xuyên lắm. Mục đích cha mẹ ở bên đây á, là để chấn cho cái khu Việt Nam Mi Thao này á, nó thịnh lên. Tại vì ở xa hàng ngàn cây số nửa qua đi cầu, những vị thần á, cũng nhìn về ngay cái viện Mi Thao này á, họ cũng thấy cha ở đây, họ cũng lại biết á, là những cái ma quỷ của vùng này á, trượt nó cũng đi bớt, là kỳ cũng thương người Việt cho nên mình mới ngồi đây
Một bên này là đời, ca ca đồ chơi không ngồi nói chuyện là đời, bên đây cũng là đạo. Cha mẹ hồi bữa hổm thỉnh tượng cha mẹ về đây, mẹ hiện về, cha cũng về đây. Rồi có bên này có bốn ông tứ đại thiên vương mà tượng nhỏ nhỏ đó, mấy ông cũng đứng đây, hiện giờ mấy ông cũng đang đây nè. Mỗi lần chuyện nói chuyện là ông đứng đây. Thì cái nơi này cũng rất là linh thiêng. Tại sao lại đặt ngay cái chỗ mà gọi là tu giữa chợ này? Cái này là náo nhiệt quá, cái này cũng như chợ Bến Thành này. Tại sao? Là tự về sau này khi mà cả cái dân thành phố San Jose này nè hiểu được cha mẹ lại đó, thì lúc đó quý vị nghĩ hai cầu thang mái này không biết sao ta chen nhau ta lên lại mỗi tuần đó. Bây giờ họ chưa biết. Để chấn cái khu này, để cho khu này làm ăn khá lên. Bây giờ nhìn thấy mấy chục năm cái khu này lên không nổi. Bây giờ chỉ có 20-30% là có ốc cho phai thôi, còn như là trống hết. Nó bán hoài đâu ai mua đâu. Chứ không phải không mà để cha mẹ ngồi đây mà nghe mình ca thôi. Nhưng mà mấy vị nhiều lúc á, hiện giờ trong mắt kìa là mấy vị đây, mấy vị thần á cũng len lỏi vô đây ngồi nữa nè, nhiều lắm á. Rồi mấy vị đứng trên tường nữa nè. Tại xưa thì cũng không có nói giờ chúng sanh nhiều người, bây giờ mình độ kiểu nào nói thì nó cũng nói hết. Thì bây giờ mấy vị nói tự ngài nghĩ chế ra đi, ông chế ra ca mấy bản quê hương đồ không giờ độ được mà. Dưới quê mấy thằng thích ca thì đầu tiên nó nghe cái giọng, tại cái âm thanh của kỳ ca hay là đọc kinh hay là nói cái này đều có cái điểm thanh hết.